lớn của toàn thể quý vị để chào đón câu lạc bộ Sao Mai thành phố Phủ Lý. Và sau tiết mục này sẽ là tiết mục của Thị Màu. Chúng ta chuẩn bị.
trong tấm áo nâu sòng, mà lòng thương hơn đại dương. Thầy ước muốn thế gian này đồng vang tiếng A Di Đà, làm tan biến tâm mê ta. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.